Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Viro 1 Calibri 2019 nâng cấp đầy táo bạo với cái style mâm két kiểu xe hơi. Là một cái mẫu xe trong đất nước hình chữ S. Anh Khoa vừa ra đời một phiên bản là Viro 1 Calibri độ rất đơn giản nhưng cực kỳ nổi bật với một cái dàn bánh xe màu cam. Đi cùng với đó là phục Hardin Hybrid bô thì xịn sò, làm cho bao nhiêu người phải mê mẩn. Cái dàn chân trước chúng ta thấy được con Hybrid 2 bít đá xứng được tinh chỉnh làm phách heo phù hợp với địa thắng của Kimbis, đi cùng với một cái sợi dầu đỏ bấm đầu, tất cả đã hòa tạo thành một cái dàn chân thắng trước vô cùng hầm hố và thẩm mỹ, cùng với đó lực phanh rất mạnh. Phía sau chiếc xe, cây phụ bản mẫu cái tay ga Viro thay được nâng cấp lên thành phục Hardin với khả năng điều chỉnh cái độ nhún nhảy hậu trả phù hợp với nhiều cái điều kiện vận hành trên từng cung đường khác nhau. Bạc tải chậm cũng khác nhau, chống sát khi chạy độ cao. Có combo trong suốt hot nhất hiện nay trên thị trường dành cho chiếc Viro, đó chính là cái nắp lọc gió và nắp nồi theo tính từ là SimFast. Có combo này đã và đang được anh em chia sẻ là mê mẩn bởi vì gam màu sắc cùng với đó là cái sự lạ mắt của bộ nồi đang hoạt động. Đập vào mắt chúng ta đây chính là cái bộ ống Rose phiên bản ngắn gọn và xinh xắn nhất, đặc trưng là âm thanh cực kỳ trầm ấm. Nó được gắn bởi một cái đoạn combo titan sặc sỡ. Dàn chân lên cho mình bộ mâm Power được sơn lại cái phần cánh mâm theo cái da màu cam khá nổi bật đẹp nhất, cùng với đó là hiệu ứng của nó đem lại làm cho chiếc xe vận hành sẽ đập nhiều người ngắm hơn khi chúng ta đi dạo phố ban đêm. MX một cái chú lùng lên toàn là những món đồ chơi hàng khủng. Cái chiếc Honda MX 105 hôm nay là cái dòng minibike phổ thông mô phỏng thêm những cái chiếc phần cơ lớn cơ nhỏ đang được rất nhiều người ưa chuộng ở Việt Nam. Cái chiếc xe nhỏ này xấu cho mình ngoại hình cái kiểu cách như một cái dòng đất của bài hàng hổ, quét cho mình một cái tông màu hồng đầy nam tính với hình ảnh cái chú bó hồng thân quen từ thở ấu thơ, kết hợp cùng với ốp đầu ốp bình xăng Tiga chế đông Kubushino CNC hai thế rất là tinh xảo, cụm công tắc on up, cụm domino. Ngoài ra chiếc xe này còn trang bị cái cụm tăng tốc domino trên chỉnh dây ngắn hơn, tăng tốc lẹ hơn. Và chúng ta thấy được chó đèn ứng dụng tại led 3 tầng, cặp phục AACS làm cho chiếc xe được hạ lùng hết mức có thể, kết hợp cùng heo dọc Rainbow lực lớn 2 bít đá xứng. Phía sau ứng dụng cho mình heo dọc Rainbow Disc 2 bít đá xứng, ống xả to lớn được thiết kế đập và tránh cái tình trạng là nước vào một cách được tối ưu hơn. Hoặc ra cái bộ Yoshimura AX2 này cho âm thanh cực kỳ trầm ấm. Và so với Zin, mâm CC to bản, ở phía sau là 6 inch, phía trước là 4.5 inch. Cái phần chở lớp sau ứng dụng cho mình phục Nitin E1 mang lại chiếc xe một cái đẹp điểm dài hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, đừng tiếp nhớ like, subscribe.